Tối ngày 4 tháng 10, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh lập chốt tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh. Khoảng 20 giờ 30 phút, một người đàn ông chạy xe máy qua ngã tư Hàng Xanh có dấu hiệu loạng choạng nên cảnh sát giao thông ra hiệu dừng để kiểm tra. Khi bị dừng xe, người đàn ông không cho cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Người này nói giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe bị cảnh sát giao thông ở khu vực giữ và hiện tại không có giấy tờ gì. Lực lượng cảnh sát giao thông đã giải thích và yêu cầu ông này đo nồng độ cồn, nhưng người này vẫn không chấp hành. Một lúc sau, người đàn ông nói là đã uống rượu bia và xin lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua lỗi này, nhưng không được đồng ý. Bất ngờ, người đàn ông lớn tiếng chửi bới và đập xe mình ngã xuống đường. Tiếp đó, người này dùng một cây bút thử điện rạch xe mình, nhưng cảnh sát giao thông can ngăn. Người đàn ông tiếp tục chửi bới rồi đi bộ qua đường, bỏ lại xe máy. Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh được quán triệt phải xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đối với các trường hợp phát hiện người lái xe vi phạm nồng độ cồn là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, thì cảnh sát giao thông sẽ ghi nhận các loại giấy tờ có liên quan, xác minh, gửi thông báo vi phạm đến cơ quan công tác để tổ chức kiểm điểm và xử lý theo quy định.